Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ngoài việc Phạm Nhật Vũ khắc phục số tiền đã mua bán cổ phần với A, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an còn thu giữ hơn 66 tỷ 719 triệu đồng của các bị can Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, Hoàng Duy Quang và doanh nghiệp có liên quan về tài khoản tạm giữ do Cục Cảnh sát Điều tra về tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu mở tại kho bạc nhà nước thành phố Hà Nội. Cụ thể, gia đình bị can Lê Nam Trà đã nộp số tiền 54,725 tỷ đồng, gia đình bị can Cao Duy Hải đã nộp 11,6 tỷ đồng, gia đình bị can Hoàng Duy Quang đã nộp 54 triệu đồng, gia đình Trương Minh Tuấn đã nộp 2 tỷ đồng, ông Tống Minh Tuấn trưởng phòng tư vấn nộp lại số tiền 100 triệu đồng và công ty Amat nộp số tiền 240 triệu đồng. Cáo trạng xác định, đối với trường hợp của ông Nguyễn Bắc Son, quá trình điều tra, bị can này nhận thức rõ ràng nếu không phải là Bộ trưởng Bộ Thông tin, người có vai trò quyết định trong việc triển khai thực hiện dự án để Mobifone mua 95% cổ phần của A thì sẽ không được Phạm Nhật Vũ đưa số tiền 3 triệu đô la Mỹ. Nguyễn Bắc Son đã nhiều lần viết đơn xin nộp lại số tiền đã nhận từ Phạm Nhật Vũ, tuy nhiên, ông không thu được sự phối hợp của gia đình. Về việc kê biên tài sản, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã kê biên nhà đất tại số 14 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đứng tên chủ sở hữu là Nguyễn Bắc Son và bà Lưu Thị Lý. Kê biên nhà đất tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội đứng tên chủ sở hữu là Trương Minh Tuấn và bà Thái Thị Dung. Đối với việc phong tỏa tài khoản khác của bị can, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thực hiện phong tỏa các tài khoản gửi để dành và tài khoản gửi thanh toán đứng tên Nguyễn Bắc Son tại Ngân hàng Ngoại yêu đương Việt Nam Vietcombank, có tổng số dư là 591.902.772 đồng. Phong tỏa hai tài khoản để dành đứng tên Trương Minh Tuấn tại Ngân hàng Bank có tổng số dư 2.120.000.000 đồng. Phong tỏa tài khoản đứng tên Lê Nam Trà tại Ngân hàng Trách nhiệm Hữu hạn Tanda Chateret Việt Nam, có số dư 937.602.713 đồng, và một tài khoản khác của bị cáo này tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có số dư 850.124.697 đồng. Các bị can đều đồng ý sử dụng số tiền trong các tài khoản trên để khắc phục kết quả hành vi phạm tội. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ vật chứng là hai chiếc Samsung.